Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, một đám cháy đã bùng phát dữ dội tại kho chứa phế liệu của công ty cổ phần thủy sản Phước Cơ ở phường 12 thành phố Vũng Tàu. Đám cháy nằm ngay dưới đường điện cao thế 220 kV nên ngành điện phải cắt điện toàn thành phố. Ngọn lửa nhỏ phát ra tại kho phế liệu, sau đó bùng phát dữ dội, đe dọa sự an toàn của hai tuyến đường dây điện này. Công nhân đang làm việc tại nhà máy nhanh chóng được báo động để thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có mặt ngay sau đó. Gần 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bà Rịa Vũng Tàu đã được điều động đến hiện trường, triển khai các vòi xịt để khống chế đám cháy. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản.